Bộ phim này là một bộ phim mà phải nói theo Khang là một bộ phim rất là đầu tư về võ thuật. Khang thì rất là thích võ thuật, cho nên nếu mà ai mà là fan của võ thuật nhớ xem bộ phim này nha. Về cái phần âm thanh đó thì nói chung là cũng rất là hài hòa, những cái cảnh mà đánh đấm hay là những cảnh tình cảm để nhạc rất là đúng và rất là feel. Ok, về cái bối cảnh của bộ phim này thì phải nói là rất là công phu. Một bộ phim mà phải nói là có những cái bối cảnh, những cái shot quay mà phải nói về rất là hoành tráng. Và tất cả mọi người nhớ đến xem Đỉnh Mùa Sương nha. Cảm ơn. Anh thấy sao về cái nhân vật của Simon Khúc, cái ngôi sao người Thái Lan ha? Simon Khúc. Với Khang thì cái nhân vật Simon Khúc là một cái nhân vật mà Khang cũng rất là thích xem cái nhân vật này trong những cái bộ phim Thái. Thì về những thế võ của anh ấy thì phải nói là rất là chắc và rất là đỉnh. Khang cũng là một người mà làm phim YouTube, phải nói là cũng ít xuất hiện những cái event, sự kiện, họp báo lắm. Nhưng mà với cái bộ phim này thì Khang đã cố gắng đến đây để mà tìm hiểu hơn, để mà học hỏi nhiều hơn về những cái cảnh quay cũng như là những cái thế đánh võ. Bộ phim này nếu mà ai là những fan của võ thuật thì mong các bạn sẽ đến xem. Ok, cảm ơn em nhé. Cảm ơn anh. Dạ.